Hello tất cả bác đã đến với kênh audio 17 nha Đây ngày mai em mới có cập bến và cửa hàng một cái dòng đẩy Một thương hiệu của Mỹ, dòng đẩy Crown uh, XT-E2000 các bác nhé Đây là một cái lô đẩy và nó là rất là lớn À, với những cái dòng cờ thì trước cho bạn em nhập về những cái số lượng nó cũng khá là ít thôi ví dụ như những cái dòng trước bạn em nhập những cái dòng bản xti một nghìn à, và ngày hôm nay đợt này về những cái bản cao cấp hơn rất là nhiều là bản xti hai các bác nhé thì với những cái dòng xti một nghìn xti 2000 thì nó sẽ sử dụng chung một cái phần mềm luôn à, và cũng khá là may mắn là cái với cái dòng này thì em lại đầy đủ phần mềm cho, cho tất cả bác cùng chơi luôn em các bác cứ yên tâm khi các bác muốn uh, mua một con đẩy này muốn em setup cho các bác riêng hoặc là các bác có thể xin một phần mềm riêng em sẽ gửi gửi phần mềm cho tất, tất cả các tự setup luôn và gửi phần mềm hoàn toàn miễn phí luôn các bác nhé thì ở phía sau đây nó sẽ có cái cổng kết nối đây các bác này, mà này. có cổng kết nối để các bác cắm cái cổng usb các bác cắm sử dụng cái đầu đầu máy in đấy nó sử dụng cái điện bi các bác nhá, điện bi và với những cái dòng như thế này thì các bác cắm vào thì nó sẽ có sẵn cho các bác là nó sẽ có khoảng 20 chế độ chơi cho tất cả các bác luôn À, rất là nhiều cái chế độ chơi và các bác có thể cắt à, tiếng cắt thoải mái luôn à, trên con này là các bác cắt tao hoặc cắt tần số thoải mái trên một con đợi này các bác nhé à, thì đây là một trong những cái dòng đợi khá là có cấp thị trường nếu như các bác mua mới thì nó loanh quanh đâu đó tầm khoảng 18 tám chín triệu cho một con và hiện tại với những cái dòng đời bãi của XTI 2000 này có một số kênh hiện tại họ đang mình bán trên YouTube rất là nhiều với một mức giá loanh quanh đâu đó tầm khoảng 10 triệu cho một con này các bác nhé ngày hôm nay ít bị bảo vậy cho tất cả bác với một mức giá chỉ có 7 triệu chín cho một con đợi này thôi À, triệu 9 em sẽ quay qua cái ngoại thất và em sẽ giới thiệu sơ bộ một tí về cái dòng đợi này để các bác có thể nắm rõ hơn, chi tiết hơn cái dòng đợi này các bác nhé. Đây, à, phía trước mặt tân nó đây là cái mặt à, nhôm nó này, à, mặt phải nhôm thì rất là đẹp đúng không ạ, sử dụng chiếc Barbie. À, chiếc bì rất là nhẹ nhàng, trên này nó sẽ có nút set này, ấp à, đào down nét các thứ gần như là nếu như mà mình đã xét mặc định cho nó rồi, thì gần như cái nút này các bác chỉnh khá đơn giản nó không không có một cái gì hết trong phần mềm nó sẽ có rất nhiều những cái 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 chế độ chơi như là những cái cần laser rất là đặc biệt cho một cái con đẩy một con đẩy mà nó phải nói là tích hợp giống như là một con văng số cho tất cả bác luôn à, Đấy đầy đủ chức năng chơi rồi chế độ chơi rồi những các à, à, mức độ chơi khác nhau rất là hay cực kỳ là độc đáo luôn cái bản này là một cái bản nâng cấp lên và các bạn đầy cao hơn của những cái bản xt XTI 1000 XT 1000 thì nó sẽ sử dụng cái cái dòng phần mềm chung và dòng này nó sử dụng có màn hình luôn các bác nhá. À, dòng này nó sử dụng có màn hình. Và khi các bác kết nối phần mềm nó sẽ có chỉ con nách trên đây. sẽ kết nối vào phần mềm và tất cả bác luôn. Thì đây là một cái dòng đẩy công suất của nó chơi ở 8 ôm thì nó sẽ là 500 W một cây các bác nhá. Và nó sẽ chơi ở 4 ôm sẽ là là, là 800 W một cây và điều đặc biệt hơn nữa trên cái dòng đẩy Cara mà X XT 2000 này nó chơi xuống được cho tất cả các bác 2 ôm thì tức là con này nó sẽ chơi được gì ạ? À? Con này nó sẽ chơi được ở một cái chế độ nữa là ở chế độ 3 ôm tức là công suất à, cái thường thường thì mình sẽ tính chuẩn nó sẽ là 2.7 ôm đúng không? 2.7 ôm thường thường các bác sẽ chơi được 3 đôi loa. Và con này nó còn đặc biệt hơn nữa, con này nó xuống được tới 2 ôm tức là các bác sẽ chơi được 4 đôi loa full 25. À, 4 đôi loa full 25 thì sẽ chơi ở chế độ 2 ôm. À, 2 ôm thì công suất của nó sẽ lên 1.000W một kênh các bác nhé à, Sẽ là 8 ôm sẽ là 500 à, 4 ôm nó sẽ là 800 Và 2 ôm sẽ là 1.000 à, Thì với những cái đôi loa này nó sẽ chơi được cho tất cả các bác có 4 đôi Mà Các bác thì tưởng tượng nó sẽ chơi được 4 đôi loa bốn đôi loa phun hoàn các bác nhẹ nhàng thoải mái luôn ok không ạ à? à, rất là đẹp luôn này thì nếu chắc chắn là khi các bác chơi ở ba ở đôi nó sẽ là công, cái cái của nó sẽ là 2.7 ôm thường thường các bác thường thường làm tròn nó sẽ là ba ôm chơi ba đôi là quá bình thường rồi không có vấn đề gì hết bốn đôi còn chưa được nữa mà đúng không ạ à? thì ra cái mặt sau của nó là cái game ở phía sau đó bác này à, với cái game ở phía sau này nó sẽ sẽ có cả cái game dây cho bác này Đây, Ghim game dây này à, sử dụng new trích này À, hai lỗ Canon này hai lỗ linh đẩy cho tất cả bác đây là một con đẩy cực kỳ là đẹp và một cái với những cái dòng cờ thì nó là một dòng khá là đắt đỏ nó không hề rẻ tiền một tí nào cả bác nhá thì đợt này cũng khá là may mắn em về được đâu đó tầm khoảng 20 con thôi Đấy, 20 con với một mức giá mà bán chỉ có 7 triệu chín một con thì bảo hành cho tất cả bác 6 tháng thoải mái chơi là các bác nhìn cái tụ những cái 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 bộ 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 xử lý của con này thì quá chất lượng rồi những dòng crown này nó là cực kỳ là nổi tiếng rồi bạn dòng này thì gần như là 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 không không còn gì để mà 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 nói rồi dòng này để mà săn được cái cái lô đẩy này gọi là phải nói thật sự bác là phải uh, khá lâu rồi từ đầu năm tới bây giờ rồi đặt hàng rất là lâu rồi mới rồi mới có để phục vụ cho tất cả bác tại vì thường thường những cái dòng đẩy crown này cũng rất nhiều khách hàng hỏi bên em có có bán dòng đẩy crown này không và tại sao những cái dòng đẩy crown những cái phiên bản của crown nó khá là xịn sò để chơi như vậy mà bên mình lại không nhập về để, bên mình bán ví dụ như những cái dòng đẩy mới thì nhập về nó rất là đơn giản thôi các bạn những cái dòng đẩy mới nhập về nó rất là đơn giản nhưng mà cái giá thành nó rất là cao và theo như cái nhu cầu sử dụng của mình thì bây giờ mình bỏ ra tầm khoảng 18 triệu tới 19 triệu cho một con đẩy thì để chơi một con sở hữu một con đại hai cây rất là nhiều khách hàng họ đang còn lăn tăn Và cái vấn đề đó ngày hôm nay bên em về được một cái lô bãi cực kỳ là đẹp luôn chắc chắn với tất cả bác đang còn nhìn rất là chuẩn chuẩn luôn các bác nhá nguyên zin cho tất cả bác luôn ok ạ và đợt này về thì gần như bọn em cuốn màng co là hết Đấy, cuốn màng cò lại hết nên là đợi nó rất là đẹp gần như là chỉ cần lau chùi sơ qua xịt bụi một tí là sẽ ok hết các bác nhá đây là cái nội thất phía bên trong cho các bác xem qua cái nội thất phía bên trong này các bác này Đấy, nhìn đã không ạ Đấy, ok không? đây là cái bộ chip xử lý này mình mình cắm cắm phần mềm này các bác này à, cắm phần mềm này nó tích hợp giống như một con văng số cho một con đẩy luôn đó các bác thử cắt tiếng ở trên 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 con đẩy là luôn các bác nhá, cắt tiếng ở trên con đẩy là luôn rất là hay luôn Rồi, các bác cắt được xuống tới 20 hz cho một con đẩy này gần như con đẩy này khi mà các bác chơi ở ở tám ôm mà các bác đánh bài á công suất nó lên tới một nghìn sáu trăm một nghìn sáu trăm anh nhá và các bác chơi bài mà ở bốn ôm thì nó lên tới hai nghìn w thì con này nếu như mà thực ra nếu như mình có điều kiện để mình chơi á mình có điều kiện để mình chưa mình mua con này về mình chơi sấp thì phải nói thật sự các bác là tưng bừng luôn à, chế độ đánh bờ rai của nó lên tới hai nghìn hai nghìn ở 4 ôm ba nha và một nghìn sáu ở 8 ôm Đấy à, khi là bác chơi đánh bờ rai bác các bác dồn cây nữa nó đây là một con đợi phải nói là rất là ấn tượng vào cái thời kỳ hiện tại và phải nói là phải nói thật sự các bác là khá là may mắn mới chốt được cái lô này các bác ạ. À, với một mức giá cũng rất là hợp lý thôi à, nên là bác nào đang quan tâm, bác nào yêu thích các dòng đẩy liên hệ luôn với bởi, bởi theo số điện thoại phía dưới màn hình các bác nhé. À, sau đây là những cái lô đẩy và bên em đang đây là những cái lô quản lý nguồn này đây bác này à, quản lý nguồn cũng mới cập bến về và với một mức giá thì cũng một triệu rưỡi cho một con. Đây là một những cái dòng sản phẩm cực kỳ là hợp lý, hữu hiệu cho những cái bộ dàn nhà các bác. để các bác có thể gì ạ, để các bác có thể tiết kiệm được thời gian để mở những cái thiết bị và bảo vệ những cái thiết bị nhà mình rất là tốt. Bác nào đang quan tâm những dòng sản phẩm nào cửa hàng ấy, vậy các bác thể liên hệ ngay cho số điện thoại phía dưới màn hình các bác nhé. Cảm ơn tất cả bác rất nhiều. Nếu các bác thấy video hay mình nghĩa cho em xin một like, một nút đăng ký kênh để có những động lực ra những cái dòng sản phẩm tiếp theo phục vụ cho tất cả bác. Cảm ơn tất cả bác rất nhiều ạ. Xin chào tất cả bác.